Vâng, ok, xin chào bạn. Các bạn vừa xem là cái hình ảnh của con motor 775. Đây, chính là motor 775 mà nhiều bạn đã nói đến này. Để chế máy bơm nước rồi. Một là máy bơm nước này, hai là quạt này. Hôm lúc ấy có một ông anh vừa vào mua con này để lấy chế làm quạt. Quạt hút bụi, ông ý lắp quạt của ông ấy mười mấy cánh rồi, chế ly tâm các kiểu. Thì nếu các bạn xem thì mình test tốc độ cho các bạn, nó con này lên được tầm 20.000 vòng, chất là châu chó. Còn bình thường tầm 11.000 vòng, rất là khỏe rồi, chạy kinh. Con này thì động cơ này chạy tầm 2V nó cũng chạy. Đây, mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem luôn nhé. Đó, các bạn sẽ hình dung này, 66 này. Đấy, chiều rộng của nó này, chiều rộng cả phù bi này, 44 này. Đấy, còn chiều rộng của trục các bạn nhìn này, trục nó là bao nhiêu này, trục 5.1, tầm 5. Đấy, 5 đấy là trục của nó nhá. Động cơ 775 đây, con này mới này, chưa có vết hàn này. Nãy mình vừa mới chập điện vào nó nổ một phát rất là to luôn, khỉ gió con này, chạy rất là trâu chó con này, phải nó không nhận kinh. Nhưng mà cũng nhanh nóng, sờ nó thấy nóng rồi. Đầu nãy mình chạy tốc độ 20.000, mình dùng cái bộ này, bộ test tốc độ. Ok nha, các bạn chú ý là con này chạy điện 12V nữa nha, 12 đến 24. Thật ra là trong khoảng cái đều chạy được. Đây mình sẽ dùng bình ắc quy xe máy thử cho bạn. Đấy, chơi thế cho nó chắc ăn. Lúc ấy các bạn xem là mình chạy trên cái bộ phát của mình. Bộ thì nó chạy nhiều loại điện, từ nó ra nhiều mức điện. Đây nha các bạn xem này. Các bạn có thể coi thêm cái con này ở clip mình phục hồi ắc quy nhá. Có phục hồi con này 13V này, OCK 13V. Còn đây là con Totolink chế dâu. Con này chắc nhiều bạn biết rồi. Chế dâu, chế lại cả phích cắm. Con này bây giờ bắt thì trâu chó lắm rồi, không còn gì để soi con này nữa rồi. À, quy đây. Đù mẹ sao nào. Con này 4 mấy độ luôn này các bạn ạ. Nóng phết. Con này nó vừa mới chạy xong, hơi nóng. Ok. Đây, chờ một chút để mình cắt cái dây mình đấu vào đây cho nó nhé. Chờ một tí xíu. Đây mình sẽ lắp vào đây nhá, đầu trừ lắp vào đây. Các bạn xem, cái này sẽ dễ xem hơn. Bởi vì lúc ấy ông này cũng bảo chế ắc quy. Mình bảo ông này ông chế ắc quy làm cái quái gì nhỉ, không hiểu. Khi mà không cần lắp ắc quy nó vẫn chạy. Thì lắp ắc quy làm cái quéo gì nhỉ. Lắp vào chạy vào điện kia nó sẽ khỏe hơn nhiều. Điện ắc quy thì lúc nó hơi yếu, không cung cấp đủ. Thật ra không phải yếu đâu, mà điện ắc quy nó sẽ bị cái vấn đề là nặng. Lúc ấy ông ấy cầm, ông ấy cân lên, ông ấy bảo nó hơi nặng. Mà ắc quy thì con nào chả nặng, nó sẽ không thể nhẹ được. Còn nếu mà muốn nhẹ thì phải dùng pin lithium dòng xả cao, nó như máy bay ấy, bọn nó hay dùng. Đây các bạn, mình sẽ lắp đây nhá. Và ông ấy cũng nói luôn về cái chiều nhá. Con này là bạn kẹt chiều cộng bên này cũng được, mà chiều trừ bên này cũng được. Nếu như các bạn lắp ngược chiều thì nó quay, nó sẽ bị ngược chiều. Thì chỉ có vậy thôi, chứ nó không bị vấn đề gì khác đâu nhá. Bạn thấy không, chập điện ngay. Đấy, điện tóe rất kinh luôn. Đây mình đo tốc độ luôn này. Vòng các bạn nhé, 18.346 đo ở trên con AR926. Các bạn chú ý con này phải bắt điện rất cẩn thận nhé. Lúc ấy các bạn mình thấy đánh điện cái nó tóe lửa ngay, rất là kinh luôn. Đấy, động cơ chạy 18.000 vòng, rất trâu bò luôn. Thì các bạn sử dụng sẽ không phải lo lắng về vấn đề là con này có đủ khỏe tải không, rồi quay kích như nào. Nếu mà với tốc độ 18.000 vòng này chạy thì đúng là ok luôn rồi, không phải nghĩ. Ở đây của nó hai chỗ này, không biết nó lắp bạc hay lắp bi đây. Đây ở trên đó nó lắp vòng bi. Các bạn ạ, con này công suất cao, nó chơi vòng bi luôn này. Đây mình sẽ đọc tên mã vòng bi luôn này, T và X này. Con này mã của nó là 623 rồi này. 623 hay 625 nữa. Z. Vòng bi này. Ok. Đấy vậy thôi.
Tổng quan qua về con này thì có một cái vài chi tiết như vậy. Bây giờ mình sẽ cân lên cho bạn xem nó khoảng bao nhiêu cân. Đấy, thêm một phần nữa về con này. Đây mình sẽ dùng cái cân này nhá. Cân cho bạn xem nó dễ trực quan hơn. Ok. 357 gram. Mẹ con này gần nửa cân đấy nhá, rất là nặng. Động cơ khủng luôn. Chế cháo thứ nào được, nắp quạt cũng được, bởi vì thật ra là các cái quạt các bạn mua thì động cơ nó bé lắm, không bằng con này đâu. Đây như cái quạt của mình đang dùng, cho bạn mình sẽ cho bạn xem cái quạt mình đang dùng, động cơ nó rất là nhỏ. Động cơ con này đúng là trâu chó to kinh người. Lắp cũng khó mà nó nặng, chuyển con này cũng nặng, mình nhiều lúc ngại chuyển con này lắm. Vì nó nặng quá. Bắt vào 42 luôn. Thêm khung 44. Khung là 44, khung là 42. Đây nhá, bình thường mà các bạn mua thì quạt nó sẽ bé như thế này. Đấy, quạt như thế này chạy rất là ok lắm rồi. Nhưng con này mình dùng là tuyệt vời lắm rồi, mình thấy chất lượng cao lắm rồi. Nhưng mà vấn đề là các bạn nhìn cái trục sẽ biết này. Trục này, đây này, nó rất là nhỏ. Trục này thì nó chỉ chưa bằng một nửa trục này. Nên các bạn sẽ yên tâm về tốc độ, là như lắp con này vào con này thì các bạn chạy thì mà mát thì chắc phải thổi bay người luôn đó. Lắp thuyền hoặc là lắp cái con này nó được sử dụng nhiều ở trong cái gì các bạn hay gặp nhỉ, mình quên không nói các bạn nhỉ, trong cái ô tô đồ chơi trẻ con ấy, mà cái xe mà nó các bạn ngồi lên được ấy, trẻ con nó ngồi lên trên lái ấy, nó hay lắp hai cục này chạy điện là thôi không phải nghĩ luôn. Đẹp. Rồi ok, bài review qua về con này chỉ có như vậy thôi. Còn các cái linh kiện bạn mua thì có thể vào cái trang này, mình thấy khá là ok. Đấy, sao ở com bán khá nhiều đồ hay trên này, cung cấp đến các bạn các cái linh kiện kiếc ở đấy, thấy review chạy cũng khá là được. Ok rồi, cảm ơn bạn, chúc bạn thành công, chế được nhiều các cái đồ hay. Tẩy lồng máy giặt.